các cái giao dịch trên internet này. Bây giờ các trẻ em 13 và 4 tuổi đâu có bạn bè và mối quan hệ xã hội lớn như là cha mẹ của chúng đâu. Ta không cần phải tạo cho chúng một phương tiện với không gian tự do, với một cái phòng rất là riêng tư, không có ai có thể can thiệp vào, dòm ngó vào, giám sát thế. Rồi để cho chúng muốn làm gì gì như là thế giới tự do một cách tuyệt đối, dẫn đến một thái độ cực đoan như là thế giới phương Tây. Kết quả là chúng được quyền bảo hộ của luật pháp. Nếu cha mẹ nói nặng nói nhẹ, can thiệp vào đời sống riêng tư, chúng được quyền thưa kiện cha mẹ. Cho nên trong thế giới của phương Tây ngày nay, khủng hoảng của thời kỳ A0 là khủng hoảng về gia đình, trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái về thế giới tự do. Rồi rất may mắn là thế giới châu Á đó, mặc dù bị tai tiếng về vấn đề nhân quyền, nhưng là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, nhưng dù sao nó vẫn có nhiều giá trị tích cực hơn trong vấn đề bảo hộ con em chúng ta khỏi những cái cơn lốc mà sự nghiêng của nó làm cho chúng không thể nào thoát ra khỏi, dầu có ý thức và có nỗ lực chân chính. Như vậy là cắt đứt các phương tiện internet tại nhà là cách tốt nhất để giúp cho con em chúng ta không rơi vào những điều đó. Còn đi ra chơi internet ở những cái quán internet thì nó có luật quy định, và do đó chỉ có chủ tiệm nào liều lĩnh lắm, hám lợi lắm thì mới cho xem những trang web đen hay là những nội dung xấu, còn bằng không thì nó không có cơ hội để thưởng thức được. Và do vậy khi mà không có chất xúc tác thì chúng sẽ có thể quên đi, và những trò chơi game điện tử nó cũng như thế. Một cái bước năng động hơn về phương diện tâm lý đó là ta phải thay thế bằng một cái trò chơi thể thao thích tâm nào đó. Muốn làm như vậy đó thì ta phải thay đổi nhận thức. Nhận thức ngày xưa đó, người ta cứ quan niệm là con gái có duyên có dáng, có tư cách, có phẩm hạnh thì phải tập thể dục ngược điệu thôi, để cho cái thẩm mỹ và cái nhân phẩm của nó không bị phê bình ở góc độ này hay góc độ khác. Còn con trai đó thì chơi bóng đá, tại vì ngày xưa đó các phương tiện giải trí ở những nước nghèo như Việt Nam nó chỉ có chừng đó mà thôi. Còn bây giờ đó, thế giới của nghệ thuật, thế giới của giải trí nó có hàng trăm nghìn kiểu, hàng trăm hình loại hình khác nhau. Cho nên ta cũng không nên bị giới hạn ở trong cái tầm nhìn đó. Ta mở rộng để tìm kiếm các loại hình trò chơi nào nó thích hợp với cái sở trường, sở thích và thói quen, đam mê của con em chúng ta tùy theo giới tính, để chúng ta thay thế một cách có nghệ thuật cái cơn nghiện dán mắt vào trong internet qua những trò chơi điện tử hay là những trang web đen, bằng những trò chơi giúp sức khỏe, tăng sự dẻo dai, tăng cường ý chí, nghị lực, và giúp cho chúng có những cái phản ứng hết sức là linh hoạt trong học tập, rồi trong cái đời sống, để có thể trưởng thành một cách trọn vẹn cái chân, cái thiện, cái mỹ cho chính bản thân chúng, với tư cách là một người tự lập và có tư cách về sau này. Do đó chọn môn thể thao phù hợp với khả năng bẩm sinh đó, sẽ giúp cho chúng thích hợp nhiều hơn. Trong các trung tâm cai nghiện ở Trung Quốc ngày nay đó, thì họ có khoảng dài 30 trò chơi thể thao, và họ bắt buộc các em vào đây cai nghiện phải tự mình chọn lựa. Sau đó họ có trọng tài để giám sát, giám sát theo dõi xem là chúng chọn lựa có đúng không, tư vấn làm sao cho chúng đúng thì nó mới thay đổi được cơ nghiện một cách dễ dàng. Còn bằng không đó là nó quên đi một thời gian, sau đó nó sẽ nặng nhiều hơn. Bản chất về sự thương yêu con cái được xem là tính người trong mối quan hệ xã hội mà hầu như chỉ có con người mới đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Còn xã hội của các chủng loại động vật ngoài con người thì không có được cái này, như là sự tiến hóa của ý thức và cũng như là cái sở trường rất là lớn về phương diện đạo đức. Thứ nhất về phương diện tâm lý đó, thì theo Phật giáo ta không nên có cảm giác và có cái nhận thức rằng nuôi dạy con em của mình là một gánh nặng. Quan điểm của Nho gia hết sức là tiêu cực về lĩnh vực này. Con là nợ, vợ là oan gia. Cho nên sống quan hệ vợ và chồng hầu như là không có cái sự tình nguyện, không có sự hy sinh, mà giống như là một sự trả nợ vậy đó. Trả nợ thì đâu có ai mà vui đâu. Bị bất đắc dĩ, nếu khắc nợ được thì cứ khắc, lúc nào bị siết nợ quá thì mới trả. Trả đôi lúc phải cãi vã, tranh chấp và thậm chí là mất lòng nhau mới trả được.
quan niệm của Đạo Phật về hôn nhân, lý tưởng nhất là vợ và chồng xem nhau là người bạn đường. Mà Nho gia cũng có cái câu tương tự là vợ chồng như tân, chúng ta cũng như là khách. Như khách đó thì nó có cái quan niệm khách sáo trọng, nó giữ cái chuẩn mực đạo đức, những cái rào cản, những cái khuôn phép, là lúc nó không có được tự nhiên. Còn xem là những người bạn đó thì ta thấy là nó thân mật gần gũi hơn. Khi ta còn là người bạn của nhau, hầu như ta không tính cái quyền lợi cho bản thân mình, chỉ là sự cung ứng, giúp đỡ, ban tặng để làm cho đối tác chúng ta được hạnh phúc, là được hiểu đồng nghĩa là mang cho mình được hạnh phúc rồi. Hầu hết, phần lớn các cặp vợ chồng trước khi là vợ chồng nhau đều trải qua cái giai đoạn là bạn của nhau. Trong giai đoạn là bạn hết sức là hạnh phúc, nhưng trong giai đoạn là vợ chồng, vì những cái ràng buộc con là nợ vợ là quan ra, rất nhiều người đã không còn sống được cái thời kỳ là có ý nghĩa đó. Cho nên theo Phật giáo ta phải quan niệm nhau là bạn rồi. Bạn thì nó có tính chất là bình đẳng về vai trò, về trách nhiệm, chứ không có cái quan hệ trên lệch, trọng nam khinh nữ, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Mỗi lần có lỗi lầm gì ở con cái, ta đổ lỗi cho vợ, thay vì ta tìm ra cái nguyên nhân. Mình đi làm suốt ngày, không có đầu tư thời gian, mình thiếu vắng cái trách nhiệm, do đó phải khắc phục, dành thời gian nhiều hơn. Hoặc là tối ngày ký kết các hợp đồng ở tại các quán rượu nhậu nhạt thôi, người ta nghĩ là chỉ cần làm gì đó có tiền đem về cho vợ con là được hạnh phúc. Các quan điểm sai lầm đó cần phải được điều chỉnh thông qua các quan hệ xã hội bình đẳng như Đức Phật đã dạy. Nam nữ bình đẳng ngang nhau về phương diện giáo dục, về phương diện kinh tế và nhiều phương diện khác ở trong xã hội. Cho nên tâm lý thấy con em của mình là một gánh nặng sẽ không làm cho chúng ta có trách nhiệm một cách thoải mái. Là những người gắn liền với hoạt động từ thiện, trong vòng 6 năm qua chúng tôi đã từng đến trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên 3 ở quận Gò Vấp, nơi có khoảng 400 thiếu nhi tuổi từ 4 cho đến 16 tuổi, các em trở thành bụi đời ở cái tuổi này, rồi bị bắt và đưa về đây. Một số em có dấu hiệu của phạm pháp ở mức độ nhỏ, chưa có thể đưa vào trong các trại tù để học tập cải tạo, được ở đây để giảng dạy giáo dục. Các em được học phổ thông miễn phí tại chỗ, rồi các đoàn thể xã hội vào để mà giúp đỡ. Có nhiều em đó, khi được khích lệ trở về nhà, không còn có ý định muốn về nữa, vì khi về nhà không tìm được cái mái ấm gia đình từ cha mẹ ruột của mình. Chẳng hạn cha mẹ tối ngày cứ gây gỗ, chửi mắng, sỉ vả, làm cho chúng bị khủng hoảng. Và khi bị khủng hoảng thì chúng tìm một không gian khác để thở. Không gian đó là đi ra khỏi nhà, gặp chúng bạn xấu, rồi cuối cùng trở thành là bụi đời và bị bắt vào các trung tâm như thế này. Đó là một nỗi đau của thế hệ trẻ. Do đó ta phải thấy là việc nuôi dạy con em là một nỗi niềm hạnh phúc để ta có trách nhiệm một cách sâu sắc hơn. Thứ hai là thể hiện tình thương phải có phương pháp. Chứ ta chỉ cần nói theo dân gian ngày xưa, thương cho roi cho vọt, là muốn chửi bới đánh đập mắng giết kiểu gì miễn ta có tình thương, nói như thế là không hợp trong cái bối cảnh giáo dục của thời hiện đại và ở thế giới phương Tây. Về vì luật pháp làm như thế là ta bị ở tù đấy. Cho nên ta phải thể hiện bằng ngôn ngữ và hành động, thể hiện được tình thương, chăm sóc và quan tâm của chúng ta. Có rất nhiều người cha thương con nhưng mà thể hiện quá nghiêm khắc. Trên gương mặt của người cha đó không hề có một nụ cười, không hề có một cái cử chỉ vuốt ve, âu yếm, gần gũi, ôm con vào lòng như là người mẹ. Cho nên dầu có thương cỡ nào đi nữa, mà nếu không nói ra, không thể hiện để cho con em mình thấy được điều đó, thì những lời nói như thế là hoàn toàn vô ích và đôi lúc phản tác dụng nè. Nếu ta giáo dục một cách quá nghiêm khắc mà không thể hiện tình thương, cho thực tế ta có điều đó, thì hậu quả sẽ là sự hiểu lầm, làm cho tình thương yêu và mối quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái có một cái gút như là một cái miệng chai, kẽm gai, lựu đạn, dao găm, là súng ống cái gì đó. Nó chỉ cần có một điều kiện là châm rồi là nổ liền. Rất nhiều đứa con nó bị ức chế tâm lý và chờ một điều kiện nào đó là nó có thể hỗn hào với cha mẹ vì nó không thỏa mãn được.